Muốn nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học ở Việt Nam thì thách thức lớn nhất chính là nguồn vốn để đầu tư vào cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo. Chính vì thế mà dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học có tên là SAHEP do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã tự hỗ trợ cho các trường đại học Việt Nam tham gia dự án tăng cường hiệu quả giảng dạy và quản trị đại học. Đến thời điểm này thì dự án SAHEP đã đi đến chặng cuối trước khi hoàn thiện vào cuối năm nay. Những tòa nhà mới, phòng thí nghiệm hiện đại đã được đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của nhiều sinh viên. Đây là một trong nhiều phòng máy mới được đưa vào sử dụng, phục vụ cho việc đào tạo chuyên ngành điện, điện tử và vật liệu. Nếu như trước đây các em học thiên về lý thuyết, thì nay những máy móc thiết bị hiện đại này sẽ giúp cho sinh viên mắt thấy, tai nghe và tay sờ những kiến thức mới. Thay vì học chỉ mình lý thuyết và mình phải tưởng tượng, thì mình sẽ đi sâu vào cái thực hành. Đổi từ các cái bài thí nghiệm trên máy tính mà mô phỏng ấy sang những cái thiết bị thực tế, nó là một bước tiến rất là quan trọng để sinh viên có thể tiếp cận được với những cái thiết bị hoặc là những cái kiến thức mới. Hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu thì sẽ có những cái máy móc thiết bị hiện đại hơn một chút nữa để giúp cho nghiên cứu sâu hơn về các cái tính chất cũng như là các cái cấu trúc của vật liệu và giúp cho người nghiên cứu có thể đạt được những cái tính năng mới của vật liệu hoặc là tìm ra những loại vật liệu mới và áp dụng cho những cái công nghệ cao hơn. 50 triệu đô la Mỹ của dự án SAHEP đã được đầu tư vào trường này trong 5 năm từ năm 2018 đến 2022. Một tòa nhà mới cùng 30 phòng thí nghiệm và phòng nghiên cứu phục vụ hàng nghìn sinh viên và giảng viên đại học đang dần được hoàn thiện. 15 phòng thí nghiệm đào tạo thì hiện nay đã hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng, hiện nay là gì đóng góp vào cái việc mà giảng dạy cho các sinh viên. 15 phòng nghiên cứu thì hiện nay đang trong quá trình lắp đặt và sẽ hoàn thành vào cuối cái năm nay. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã xây dựng một đề án tiếp theo sau liên quan đến lĩnh vực là lĩnh vực hóa và khoa học sự sống, đồng thời đẩy mạnh cái lĩnh vực năng lượng, vật liệu mới. Có 4 trường đại học cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia dự án SAHEP nhằm thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới giáo dục bậc đại học theo hướng tự chủ. Các trường đại học tham gia dự án SAHEP đã rất tích cực cải thiện việc đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng và phòng thí nghiệm. Những hỗ trợ của dự án đã giúp nhiều sinh viên có thể cải thiện kết quả học tập, tăng cường chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học Việt Nam. Chúng tôi sẽ kết thúc dự án đối với Trường Kinh tế Quốc dân và dự án hợp phần của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đúng là 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên Bách khoa và nông nghiệp nó có một chút là do khó khăn về vấn đề vật tư, đề xuất kéo dài thêm một chút thời gian, có lẽ là maximum là 6 tháng. Tiếp cận những công nghệ tiên tiến ngay khi đang ngồi trên ghế giảng đường đại học sẽ mở ra hành trang nghề nghiệp tốt hơn cho các bạn sinh viên.